Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phương Nguyễn đây. Kênh chuyên chia sẻ những video về quản trị hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì như cái video clip hôm trước, Phương Nguyễn đã chia sẻ các bạn về đập hộp cái con Sandell nè. Rồi cách khởi tạo cái con Sandell bằng để chúng ta set IP. Tức là khi mà cái con San không phải Dell hoặc HP hoặc các bạn mua một cái hãng San bất kỳ, Torrent, thì các bạn phải init, lắp đặt init. Thì mỗi một cái hãng sẽ cho bạn một cái công cụ để chúng ta khởi tạo. Đó, thì khởi tạo có thể giao chúng ta log on bằng power shell, bằng shell, bằng console hoặc bằng một cái công cụ chúng ta search ra, và mục tiêu cuối cùng là set được IP của cái con SAN của các bạn nha. Ví dụ như HP thì các bạn có thể chúng ta log vào console đặt IP, đúng chưa? Đó, rồi đối với Sandell thì các bạn có một công cụ là connection util để search đặt IP và thông số cấu hình. Cái công cụ đó chỉ đặt IP thôi. Cái list hôm trước tự đặt IP cho các bạn là 1.2.16.200. Thì cái nội dung hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn những cái nội dung kế tiếp. Sau khi đặt xong thì chúng ta sẽ dùng một cái khởi tạo là Unisphere, tức là bản chất nó là một cái web khai báo thông tin ban đầu thôi. Thì cái clip này là tôi gọi là ban sơ, tức là tôi cũng chưa nhìn thấy cái nội dung bên trong luôn. Tôi làm cho các bạn coi là vẫn là mới tin, cái con San mới tin về. Rồi chúng ta sẽ khảo sát sơ coi nó có Sandell EMC, nó có những cái gì trong đó. Khai báo những thông tin, những cái network, những cái cấu hình, những cái ngày giờ, cấu hình cơ bản về San. Rồi các cái cấu hình về bool, tạo red, bool chính là tạo red gom đĩa. Rồi cấu hình các cái volume, từ cái bool chúng ta tạo những cái link, những cái volume. Sau khi tạo link chúng ta sẽ mod những cái volume này vào trong hot. Tùy theo cái nhu cầu quản trị các bạn có thể cấu hình những dung lượng tùy theo các bạn nha. Rồi đó là những cái nội dung cơ bản, thì tôi chỉ chia làm hai phần. Thì đây là cái thông tin của Sandell. Cái mục tiêu của bài lab hôm trước á, là chúng ta đặt được cái IP của nó, tức là cái connection util. Và chúng ta sẽ đặt được cái IP để chúng ta móc vào web voucher 1.2.16.1.200. Và cái tài khoản mặc định chúng ta lock tại web là admin, password là password 123 thăng. Ở đâu ra thì nó mình sẽ đọc spec tài liệu nha. Tôi sẽ đây tài liệu nó nha các bạn. Đó. Đó tài liệu của Uni. Đó. Uni DMC. Ok. Thì tôi đọc và tôi hướng dẫn cho các bạn nha. Tôi gom gọn lại cho các bạn. Rồi đây là bài lab, chúng ta sẽ tiến hành đi vào. Ok, chúng ta sẽ mở web lên. Đó, mở web lên, đúng không? Thì cái con đầu tiên nè các bạn nhìn thấy không? Các bạn nghe thấy không? Là chúng ta sẽ gõ 172.16.1.200. Thì đầu tiên nó sẽ có một cái cảnh báo về cái CI gì đó. Chúng ta chọn Net. Thì đây là cái giao diện chính để quản lý con SAN. Nó gọi là Unisphere. Thì đây là một cái website thôi, bản chất website. Thì chúng ta sẽ đăng nhập admin nè. Password chính là cái password 123. Chúng ta sẽ login nha. Đó. Và lưu ý Phương Nguyễn làm video này là phim cái SAN mới tin khởi tạo, còn bác không đúng mà để copy nha, cho chắc đôi khi mình nó không đúng bác bác system manage Windows bay đó. Thì hôm bữa cái clip trước thì tôi hướng dẫn các bạn cái này rồi nha, cái này rồi, password là bác admin, password là password. À chữ B hoa cho tôi thiếu chữ B hoa đó. Rồi ta copy cho chắc cú nha. Admin password chúng ta bắt vô show lên. Ok, lập xin. Rồi nói lại, cái SAN này là mới tin, tôi init nó, tức là mới tin cho các bạn, tôi cũng chưa có setup luôn. Cho nên là cái video này là cái video mà cũng là chính là cái init lần đầu tiên tôi làm cho các bạn coi nha. Thì cái init tức là cái cấu hình khởi tạo của một con SAN, khi các bạn mua SAN về thì các bạn lúc nào phải khởi tạo. Đó, thì đây thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta giao diện giới thiệu. Đây dùng Unisphere cấu hình wizard. Cái cấu hình này sẽ giúp cho các bạn cấu hình đầu cái torrent chúng ta để chúng ta sử dụng. Nó recommend để hoàn thành xong cái này chúng ta sẽ mới init được cấu hình của một cái con SAN torrent. Nãy nói rồi nha, bất kỳ một con SAN HP hay Dell hay là một cái NetApp gì đó thì các bạn cũng phải có một cái công cụ khởi tạo ban đầu. Ok, ở đây chúng ta chọn net nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ chọn net. Ok, chúng ta sẽ chọn net. Rồi, copyright thì nói chung là cái thỏa thuận một sử dụng một cái hãng nào thì chúng ta phải chấp nhận cái điều khoản của hãng. Đây chúng ta sẽ chọn net nha các bạn. Rồi. Sau khi net thì tại đây nó sẽ có một cái password admin và service. Đó, ở đây là password admin. Đó. Tức là cái admin và cái tài khoản nó sẽ có một cái tài khoản service
Thì các bạn để ý lại cái cổng mà đây này, nó có một cái cổng hồi xưa trước khi ấy là tôi nói các bạn, nó có hai cổng đúng không? Nó có hai cổng, thì cái cổng cái hình mà cái cổng mà ban đầu thì cho các bạn coi, thì cái cổng ta cấu hình đó, nó có cái cổng xứ vịt. Thì cái bách khi mình ra xứ vịt là chúng ta cần chúng ta phải cấu hình về mặt kỹ thuật, cho nên cái admin này thì các bạn đặt cái bách quần khác nha. Ta sẽ lập một cái bách quần nào đó, ok. À đây nó sẽ có chính sách nè, cái bước và phức tạp nè, từ 8 cho đến 10 ký tự, ok. Hoa tường đúng không? Rồi set service, tức là chúng ta nếu mà chúng ta check đây á, thì cái tài khoản admin này cũng chính là tài khoản của cái service luôn, hai cái giống nhau đó, username là service nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta nên để giống nhau đi. Còn cái này nó không thỏa mãn ha đó, để chúng ta đặt password phải phức tạp hơn nữa, ít nhất phải có một cái từ thường, cái từ hoa, cái từ phức tạp. Và ok, vậy password không đúng, thỏa mãn, vậy là phức tạp hơn. Rồi đó, chúng ta đặt không đúng thì nó đèn không sáng lên các bạn. Rồi chúng ta sẽ nét nha. Rồi bước kế tiếp là sẽ khai báo về thông tin máy chủ DNS phân giải cái con sàn này đó, chờ nó xử lý. Quan trọng cái bước đầu tiên đó là chúng ta cấu hình được cái IP, cắm cái pin vô pin. Rồi tại đây nó khai báo nè, DNS server. Thì để phân giải được cái domain name, tên thì chúng ta có lưu trữ á, ta cần khai báo. Thì đây chúng ta để mặc định obtain hay gì đó tùy các bạn. Nếu các bạn có DNS, DSCP không, chúng ta có thể cấu hình sao cũng được không? Ở đây tôi chưa cần DNS thì tôi có thể net. Còn các bạn nào ấy thì chúng ta gõ manual ở đây nha, chúng ta chọn net nha. Mấy cái thông tin này nó cũng quan trọng lắm. Thứ hai là chúng ta khai báo về RC, có nghĩa là chúng ta sẽ cấu hình RC để yêu cầu IT kết nối Internet. Năm nay là nếu mà các bạn không có sử dụng kết nối trực tiếp Internet bên ngoài, mà mỗi một cái doanh nghiệp các bạn để quản lý thông qua truy cập RC, thì các bạn add RC của các bạn ở trong đây nha. Ở đây tôi không cần, có thể net nha. Các bạn nào khai báo thì chúng ta chọn ở đây đó, ở đây tôi không có RC, chúng ta bỏ qua. Rồi tương tự Network Time Protocol Server, có nghĩa là chúng ta khai báo để đồng bộ thời giờ giữa hệ thống lưu trữ với lại hệ thống mạng chúng ta. Thì cái này nên nè, các bạn khai báo với lại con DC local các bạn để cho nó đồng bộ, ok chưa? Nên các bạn khai báo để đồng bộ với lại DC local. Ở đây tôi lab cho nên là tôi không cần khai báo ha. Các bạn cái này là nên khai báo thông tin này nha các bạn, để cho nó đồng bộ giờ. Rồi tại đây á, nó hỏi mình license. Thì để full có nghĩa là một số tính năng cơ bản thì cái hệ thống SAN này nó hỗ trợ, còn những cái hệ thống, những cái tính năng cao hơn của cái con SAN này thì nó sẽ cần cái license để nó active, ok chưa? Thì đây á, nó sẽ obtain đó. Nếu obtain, nếu bạn chưa đăng ký thì nó sẽ lần đầu tiên để đăng ký, ok chưa? Thì tại đây á, là tôi cũng chưa có thì tôi sẽ bấm net thôi. Và với điều kiện các bạn thì phải khai báo cái license này, ok chưa? Nó mới nghe cho net nè. Nếu storage là data SRS encrypt full data thì phải cài license. Thì các bạn cứ install thôi. Rồi chúng ta sẽ nhấp. À cái này tôi chưa có license, chưa có license thì làm sao đây? Obtain, nếu bạn chưa đăng ký support à, thì các bạn này các bạn phải đăng ký nha. Get license, các bạn phải đăng ký một cái license. Rồi chúng ta submit. Rồi ở đây các bạn phải tạo một cái account. Tôi đây ví dụ tôi có account rồi, chúng ta sẽ đăng ký để đăng nhập luôn nha. Để khai báo trên cái hệ thống á, để nó lấy thì nó có cái gì, obtain license. Và nhớ nha, cái này là tôi chưa làm cho nên là nóng hỏi luôn đó. Ví dụ như đây khai báo thông tin để các bạn có thể có quyền đó. Ví dụ như đây là email công ty nha, đây là công ty which better rep and partner personal, tùy theo cái nhu cầu của bạn. Ví dụ như công ty tôi đang sử dụng công email công ty để chúng ta mua không để công nghệ training. Rồi cá nhân thì tôi tạo để một cái tài khoản cá nhân để có thể mục tiêu là để cho việc training giáo dục. Partner thì khai báo partner, không cần thì cái này không cần thì tùy các bạn nha. Chúng ta submit luôn đi. No further page reborn, you are unknown, new.
Ok, cái này nếu như vậy nó không cho đúng không? Không cho thì chúng ta bắt lại, chúng ta nên chọn này đi, email công ty đi. Rồi, cái này chúng ta khai báo email công ty thì các bạn phải khai báo thông tin của các bạn nha. Công ty ví dụ mình ở Việt Nam. Rồi, ngôn ngữ tiếng Anh, ví dụ như tôi số điện thoại của tôi luôn. 849 record. Cần no số điện thoại phải cần 989. Rồi nó có cái area code đây này, số điện thoại cái bàn nha. Rồi rồi ta submit luôn coi nó cho nha. Nói rồi, cái này là mình khai báo lần đầu tiên cho nên là nó bắt mình khai báo rất là nhiều. Tôi là công ty đã mua, ok mua rồi, chọn luôn nha, chọn next. Rồi ví dụ như các bạn tập khai báo thì khai báo của tổ chức các bạn mua á, khai mua các bạn tổ chức các bạn mua, ví dụ như tôi khai báo tên công ty mua các bạn ghi tiếng Việt cũng được nhưng mà tôi ghi stop. Rồi anh ví dụ vậy nha. Chính. Ok chưa? Enter service tag. Recommend để service tag đúng không? Để tôi coi cái hình. Cái này phải bỏ service tag luôn nha. Service tag. Service tag stay mình gõ CM đi. Rồi. Xem chưa comment đi. Ok chưa? Cái viết tắt thì để tôi coi nó số viết tắt nó là bao nhiêu nha. Để tôi chọn đây, tôi gọi số viết tắt. Số viết tắt chờ tôi một tí, tìm số viết tắt của các con này. Rồi, có luôn. 8603 8603 XQ3. Rồi, khai báo xong ta submit nha. Rồi, profile của bạn đã được submit. Một lần setup profile bạn đã set rồi thành công. Đó, không biết nha các bạn. Bạn sẽ nhận một cái email thông qua account. Tức là cái này các bạn phải đăng ký xong, các bạn phải chờ vài ngày chúng ta nhận cái email nha. Được chưa? Rồi, cái này phải chờ. Cho nên mình phải chờ thôi. Đăng ký và chờ. Để coi chất mail coi nó có gửi luôn chưa. Nếu bạn không nhìn thấy liên hệ Dell chắc liên không đờ. Ok, vậy cái này mình phải chờ nha các bạn. Rồi cái bước này mình không nét được thì mình phải chờ. Rồi clip này phải chờ tiếp nè, tạo bull, tạo alert, tạo ấy nha các bạn. Rồi ta phải tiếp tục chờ ha, thì phải chờ vài ngày. Tôi chờ cái license và bỏ vô nó tạo cái file chấm lít chúng ta mới import vô đây được nha các bạn. Rồi clip này các phải chờ khi có cấp license nha các bạn. Hẹn các bạn là khi nào có license thì tôi lại tiếp tục cái clip này nha. Giờ nó đâu làm gì được.